cái ngày tham vấn đầu tiên tại thiền viện Trúc Lâm, tức là ngày 29 tháng 2 Giáp Tuất nhằm ngày 9 tháng 4 1994. Tất cả tăng ni và một số Phật tử về đây để nghe chúng tôi giải thích về đường lối tu hành của thiền viện Trúc Lâm. Lý đáng thì chúng tôi để cái bản nhà tham vấn hay là tham vấn đường. Tham vấn tức là thưa hỏi về thiền, nhưng vì tăng ni cũng như Phật tử mới lần đầu chưa có cái công phu tu hành được bao nhiêu, đồng thời cũng chưa có biết rành rõ đường lối chủ trương của thiền viện thế nào, cho nên rồi chúng tôi dành nguyên buổi sáng này nói về cái đường lối và chủ trương của thiền viện Trúc Lâm để cho tất cả quý vị hiểu, nắm cho thật vững, tự mình tu và giải thích cho những người cần hiểu biết không còn ngờ vực nữa. Như vậy thì coi như buổi nói chuyện này chỉ là chúng tôi giảng nói chứ chưa có thưa hỏi, để những kỳ sau rồi thứ tự mới có thực hiện đúng như mình đã tham vấn. Thì như vậy cái chủ trương đường lối tu của thiền viện Trúc Lâm là thế nào, chắc quý vị nghe cái bài diễn văn khai mạc lúc đặt viên đá đầu tiên, cũng như bài diễn văn khai mạc lúc làm lễ thánh thành, thì quý vị cũng biết đại khái về đường lối ở đây rồi. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn đi thẳng vào cái thực tế cuộc sống và đời tu của thiền sinh ở đây, cũng như những người Phật tử muốn tập tu theo ở đây biết cho thật rõ, chứ không còn chỉ biết khái quát như trước nữa. Thì như vậy, đúng ra là chúng tôi nói cái đề tài này là khôi phục thiền tâm Việt Nam hay làm sống dậy thiền tâm đời trần. Thì trong đây tăng ni cũng như quý Phật tử ráng lắng thần nghe cho thật kỹ để nắm vững cái hướng đi và cái đường lối tu của thiền viện Trúc Lâm, để quý vị khỏi có những cái nghĩ hay là ngờ về cái đường lối tu ở đây. Thì như vậy, nói khôi phục thiền tâm Việt Nam đó là cái sở nguyện lâu nay của chúng tôi. Nhưng mà khôi phục thiền tâm Việt Nam tức là làm sống dậy thiền tâm đời trần, như trong bài diễn văn chúng tôi đã nói. Tại vì thiền tâm đời trần mới đủ tư cách đại diện cho Phật giáo Việt Nam, cho nên chúng tôi làm sống dậy thiền tâm đời trần tức là khôi phục thiền tâm Việt Nam. Đó là cái ý nghĩa trước kia chúng tôi đã giải rồi. Bây giờ đặt câu hỏi làm sống dậy thiền tâm đời trần là làm bằng cách nào, đó là cái câu hỏi mà tất cả quý vị thấy cần phải hiểu cho đó. Làm bằng cách nào để sống dậy thiền tâm đời trần? Thì trong đây chúng tôi chia làm hai phần. Muốn làm sống dậy thiền tâm đời trần, chúng tôi ứng dụng hai phần. Phần thứ nhất là lý thuyết. Lý thuyết có nghĩa là chúng tôi giảng giải các tư liệu về Phật giáo thiền tâm đời trần,
còn sót lại hiện nay chúng tôi có. Bởi vì đứng về mặt lý thuyết, chúng ta phải hiểu cái nhìn, cái thấy và cái phần nghiên cứu của các tổ đời trước như thế nào mà các ngài đã nói ra và cần viết lại. Còn ở trên sách vở ngày nay chúng ta được đặt được thì phần đó chúng ta phải hiểu cho thấu suốt, mà hiểu thấu suốt rồi chúng ta mới nắm vững được lý thuyết. Như vậy thì phần lý thuyết đó chúng tôi bắt đầu từ vua Trần Thái Tông lần xuống cho tới cuối là tổ Huyền Quang, tức là tổ thứ ba đời Trúc Lâm, tức là tam tổ Trúc Lâm. Như vậy thì từ vua Trần Thái Tông, ngài Tể Trung Thượng Sĩ, vua Trần Thánh Tông, Điều Ngự Giác Hoàng Sơ Tổ, ngài Pháp Loa đến ngài Huyền Quang, thì những tư liệu mà hiện giờ chúng tôi còn tìm được, những cái tư liệu đó chúng tôi đều giảng cho tăng ni và quý Phật tử hiểu nắm được vững. Đó là chúng ta nói một phần lý thuyết. Còn về phần thực hành thì chúng tôi chia làm hai. Một là chúng tôi hướng dẫn tăng ni ở tiểu điểm Trúc Lâm mỗi đêm có một thời sám hối. Sám hối gọi là sám hối sáu căn. Bài sám hối này do vua Trần Thái Tông soạn còn nằm sẵn ở trong bộ khóa quy luật. Trong khóa quy luật thì cái thời sám hối, bài sám hối này chia làm sáu thời. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì sáu căn đó ngài Trần Thái Tông chia mỗi căn là sám hối một thời. Nhưng ở đây chúng tôi thấy tăng ni thì giờ ít, cho nên chúng tôi dồn sáu căn chung lại thành một thời, gọi là sám hối sáu căn. Đó là cái phần thực hành về hình thức tụng niệm. Còn phần thứ hai là cái phần thực hành bằng cách tu ở nội tâm, tức là giờ ngồi thiền hoặc là tất cả những giờ chúng ta hoạt động bên ngoài cũng đều phải biết ứng dụng tu. Như vậy ứng dụng tu thì chúng tôi lấy cái câu của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời cho ngài Trần Nhân Tâm khi còn làm thái tử. Ngài hỏi rằng về cái phần bổn phận và tâm chỉ phải thực hành thế nào, thì ngài Trần ngài Tể Trung Thượng Sĩ đáp bằng một câu: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, tức là phải xem xét lại chính mình. Đó là cái phần sự chính, không có phải từ bên ngoài mà được. Đó là cái chủ yếu của cái tinh thần mà ngài Điều Ngự Giác Hoàng khi xưa lúc còn làm thái tử chỉ nghe một câu này, ngài liền mộ và biết được lối đi để hướng dẫn cho toàn thể tăng ni trong thời đó. Thì như vậy phản quan tự kỷ là một cái trọng trách vô cùng lớn đó. Do đó cho nên chúng ta hàng ngày tu thiền và ứng dụng phản quan tự kỷ đó là cái phần sự chính, chứ không có trông cầu cái gì ở bên ngoài hết. Đó là cái trọng tâm tu thiền,
mà thiền viện Trúc Lâm chúng tôi chủ trương. Đấy, chủ trương đó đều căn cứ trên hai phần. Một phần hình thức tụng niệm thì sám hối sáu căn do vua Trần Thái Tông soạn. Còn phần thứ hai chuyên tu thiền là ứng dụng cái câu phản quan tự kỷ làm động tâm đó. Thì như vậy quý vị hiểu đại cương về cái hướng mà chúng tôi chủ trương rồi. Bây giờ đi sâu cho phần chi tiết. Bởi vì người nghe chúng tôi giải thích như vậy thì liền đặt câu hỏi, hãy tại sao mình không sám hối như từ xưa đến giờ, hoặc là sám hối hồng danh, hoặc là sám hối từ vi thủy sám, hoặc là sám hối bằng trương hoạt sám, mà chúng ta lại sám hối lục căn. Từ trước đến giờ đa số các chùa chưa có ai ứng dụng cái lối sám hối này. Như vậy thì lối sám hối này nó có cái gì quan trọng mà ở thiền viện chúng ta phải ứng dụng, phải tu hành trong mỗi đêm tại thiền viện? Đó là một cái câu hỏi hay là một vấn đề mà Phật tử hoặc là ni chúng ở các nơi ngờ vực, thì chúng tôi giải cho quý vị biết sám hối lục căn nó quan trọng như thế nào mà ở đây chúng tôi ứng dụng. Ở đây chúng tôi ứng dụng nó có hai phần. Phần thứ nhất là từ xưa đến giờ chúng ta quen cái gì ở Trung Hoa soạn, dịch hay là viết, chúng ta đều thấy là hay, là quý. Còn cái gì của người Việt Nam soạn hay là viết, chúng ta lại xem thường. Và đó là một cái tinh thần lệ thuộc ở bên ngoài khá nặng. Vì vậy mà tất cả những cái nghi ở Trung Hoa soạn thì chúng ta lấy đó làm căn bản tu. Ngược lại, những cái nghi của những vị ở Việt Nam soạn thì chúng ta lại ngờ vực, không có quan trọng. Ngược lại, đối với chúng tôi thấy rằng mình là người Việt Nam, tổ tiên mình tu, các ngài tìm được cái gì hay, thấy cái gì đúng thì mình phải ứng dụng theo, nó mới thích hợp với cái tâm trạng của dân tộc Việt Nam. Chứ còn ở người khác xa lạ thì nhiều khi nó không đúng với tâm trạng của dân tộc mình. Do đó chúng tôi chỉ lấy những cái lời soạn hay là những cái bài viết của các thiền sư Việt Nam để giải thích cho quý vị hiểu, rồi tự thấy cái tầm vóc quan trọng của những cái vị tiền bối hiểu Phật pháp như thế nào, đáng để chúng ta kính trọng hay không. Cho nên nhiều khi chúng ta lửng, chúng ta quên đi những cái hay của những nhà tiền bối, rồi chúng ta lại trông cậy ở nơi khác, thì đó là cái điều không hay. Thì nói tới sám hối lục căn, ở đây chúng tôi nói rõ cho quý vị thấy, bởi vì tất cả tội lỗi mà chúng ta gây ra nó đều xuất phát từ sáu căn, có phải vậy không? Đó. Bởi vì sáu căn là cái nền tảng tạo thành tội lỗi. Như con mắt thấy sắc, chúng ta có những cái niệm ái nhiễm về sắc thì gây ra tội lỗi. Tai nghe tiếng, chúng ta có cái tâm phân biệt để rồi buồn thương giận ghét, cũng là cái gốc gây ra tội lỗi. Đến mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm v.v. tất cả cái đó đều là cái mầm để chúng ta tạo thành tội lỗi. Cho nên người xưa nói sáu căn tức là lục tặc, phải không? Sáu căn là sáu đứa giặc. Tại sao nó là sáu đứa giặc? Bởi vì
bởi nó lôi kéo các cái bóng dáng sáu trần làm quấy rầy, làm xáo động cái tâm thể chân thật của mình. Mà tâm thể chân thật của mình như là một kho báu, như là hạt minh châu mà nó bị xáo động, nó bị che mờ, thì làm như là chúng ta bị mất đi cái của báo. Do đó mà nói xáo, cái xáo căn đó là những cái giặc nó làm mất cái quý của mình, vì vậy mình gọi nó là lục tặc. Nhưng mà đối với người tu thì sáu căn đó nó cũng là giải thoát, chứ không phải là chỉ lục tặc thôi. Bởi vậy cho nên với người tu thiền, các thiền sư thường dạy khi sáu căn thanh tịnh thì nó trở thành lục thông. Thay vì nó là lục tặc mà khéo tu nó trở thành lục thông chứ không còn lục tặc nữa. Thì chính quý vị đọc kinh Pháp Hoa, khi tới cái chỗ mà Đức Phật Ngài nói nếu người nào sáu căn thanh tịnh thì đầy đủ các cái công năng như là lục thông chẳng hạn, thì những cái điều đó nó là rất rõ ràng. Bây giờ tôi dẫn chứng cái tầm vóc quan trọng của sáu căn mà người xưa đã nói là sáu giải thoát hay là sáu thông. Muốn cho cụ thể thì chúng tôi dẫn những cái bài trong kinh, từ các cái kinh Nguyên Thủy thì cho tới những cái kinh ở Bắc Tông hay là Phát Triển, để quý vị thấy rất rõ cái tinh thần tu về sáu căn ở đây. Thì các kinh Nguyên Thủy, như đây là bộ là kinh Tương Ưng Bộ do Hòa Thượng Minh Châu dịch ở bên cái hệ Bali, thì có những cái bài kinh rất là nhiều, tôi chỉ trích một hai bài. Bài kinh số 88 ở trong kinh Tương Ưng Bộ, thì kinh này tên là Vuna, mà đúng ra thì hồi thì xưa Trung Hoa gì là Phú Long Na, kinh Phú Long Na. Thì kinh Phú Long Na này tôi chỉ dẫn một vài đoạn cho quý vị thấy cái ý của bài kinh. Bài kinh này là ngài Phú Long Na, ngài đến trước Phật, ngài thưa rằng: lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắng tắt thuyết pháp cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Nghĩa là yêu cầu Phật giảng cho một bài pháp rất là vắng tắt để cho ngài ở chỗ yên tịnh tu hành. Thì Phật mới dạy: này Vuna, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỷ kheo quan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú, luyến trước, do vị ấy quan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú, luyến trước, hỷ sanh. Này Vuna, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Nè Vuna, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Nè Vuna, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tìm theo qua hỷ pháp ấy, tán dương, an trú, luyến trước, do vị ấy quan hỷ pháp ấy, tán dương, an trú, luyến trước, nên hỷ sanh. Ngài Vuna, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Thì Phật Bali dịch nó hơi dài dòng một chút, quý vị nghe như vậy thì nói cách đơn giản hơn: sáu căn
mà an trú luyến trước sáu trần thì đó là khổ sanh, phải không? Đó. Ngược lại thì Phật dạy: này Buna, có những sắc do mắt nhận thức cả lạc, cả hỷ, cả ý, cả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không quan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú liếm trước, do vì ấy không quan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú liếm trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Buna, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Buna, có những pháp cho ý nhận thức cả lạc, cả hỷ, cả ý, cả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không quan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú, không liếm trước, do vị ấy không quan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú liếm trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Buna, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Đó. Như vậy là thấy khổ. Thì chúng ta thấy đây là một cái pháp Phật dạy rất là vắn tắt. Ngài Buna chỉ nghe dạy có bấy nhiêu đó mà tới xứ khác an trú tu 3 tháng chứng quả A-la-hán. Thì quý vị thấy cái pháp mà Phật dạy đây chỉ là 6 căn tiếp xúc thứ 6 trần, không nhiễm trước, không đắm mến, thì đó là thấy khổ. Mà thấy khổ thì đó là niết bàn, chứ không có gì xa lạ hết. Rồi đây một bài kinh khác do một vị tỳ kheo cũng đến hỏi Phật về cái phương pháp tu vắn tắt. Thì Phật liền giảng, thì Ngài rút kết lại bằng những cái câu kệ, thì tôi đọc cho quý vị nghe đại khái. Bạch Thế Tôn, lời giảng vắn tắt này của Thế Tôn con hiểu một cách rộng rãi như sau, tức là một tỳ kheo khác, đó phải là Buna. Một, thấy sắc, niệm mê sai, tác ý, đến ái tưởng, tâm tham đắm, cảm thọ, tham luyến sắc an trú, vì ấy, thọ tăng trưởng, nhiều loại từ sắc sinh, tham dục và hại tâm, não hại tâm vì ấy, như vậy khổ tích lũy được loại xa niết bàn. Như vậy thì nếu thấy sắc mình có cái tâm luyến trước tham ái thì đó là mình đã đi xa với niết bàn. Rồi nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị vân vân đều như vậy hết. Cho tới cuối cùng thì nó khác đi một chút. Đây Ngài nói: vị ấy không tham sắc, thấy sắc không ái luyến, tâm không dính cảm thọ, không luyến sắc an trú, theo sắc ấy vị ấy thấy, tùy sắc thọ cảm giác, tiêu mòn không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được loại gần niết bàn. Thì quý vị thấy xa niết bàn, gần niết bàn là do cái gì? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắc, không có tích lũy, không có ái kêu bằng ưa thích, không đắm mến, không ưa thích, không có tích lũy thì đó là gần niết bàn, ngược lại là xa niết bàn. Rõ ràng thì đó là trong kinh Sao Thể Nguyên Thủy từ cái chữ Bali, từ các và từ Minh Châu dịch ra. Và nói về kinh A Hàm, tức là Tụng Tạng A Hàm, trong đó rất là nhiều bài. Thì cái bài Phú Lô Na khi nãy tôi nói trong Tạng A Hàm cũng có, nhưng mà có cái bài này mà chúng tôi không bao giờ quên. Tức là bài kinh, một hôm Đức Phật mới bảo các thầy tỳ kheo, Phật nói cái thí dụ, Phật nói có một đoàn khỉ đi ăn, rồi có con khỉ con nó không thích theo đoàn,
nó mới đi riêng. Khi nó đi riêng ấy, thì tới cái chỗ thợ săn để mồi, nó thấy mồi nó thích quá, mà không ngờ bên cạnh cái miếng mồi có một cái cây nhựa. Nó thích thì nó nhảy lại nó chụp mồi. Khi nó chụp mồi thì ta mới vừa chụp mồi thì đã dính nhựa vào cái cây nhựa, người ta kè bẫy nó thì dính nhựa rồi. Một tay nó dính nhựa thì nó làm sao? Nó dãy dùa không được, nó lấy tay thứ hai nó gỡ, tức là cái chân trước đó, nó gỡ. Thì khi mà nó vừa lấy chân trước để vô gỡ thì nó lại dính luôn cái chân trước nữa. Thì lúc đó nó sao? Nó mới dùng cái chân sau, nó móc nó gỡ, vừa để vô cái chân vừa luôn, chân sau. Rồi còn một chân, nó cũng vận dụng nó gỡ, nhưng vừa để vô cái chân luôn, cái chân thứ tư. Như vậy thì ba chân dính rồi, còn cái gì nữa? Thì cái khả năng của nó còn ở cái miệng, cho nên nó hả miệng, nó cạp, vừa cạp cái dính luôn miệng. Bây giờ còn cái gì nữa? Còn có cái đuôi quẩy thì nó mới đem cái đuôi nó quẩy luôn, nó quẩy cho trong cái nhựa thì dính luôn cái đuôi. Thì như vậy sáu bộ phận, hai chân trước, hai chân sau, cái đầu và cái đuôi là sáu bộ phận dính chắc vào cái nhựa rồi. Thì lúc đó là sao? Thì cái chú thợ săn lại cái cột cổ gánh tiền không có dễ đuôi được hết. Đó là phần ví dụ. Phần cái con khỉ đó là để nói lên một vị tỳ kheo không chịu sống theo cái đoàn thể mà lại muốn đi riêng tự do. Thì khi gặp cái sáu trần liền nhiễm ví dụ như con khỉ, thầy tỳ kheo đó ví dụ như con khỉ quả đoàn dính nhựa là ví dụ cho dính sáu trần. Và khi dính sáu trần rồi thì cái chú thợ săn cột cổ gánh đi đó là để ví dụ cho ma vương. Khi dính sáu trần thì ma vương cột cổ lôi đi, không còn dễ dùi được hết. Thì như vậy chúng ta thấy sáu căn mà dính với sáu trần thì chúng ta rơi vào đường ma chứ không bao giờ giải thoát được. Ngược lại, sáu căn mà không dính với sáu trần thì chúng ta tự do, chúng ta giải thoát. Đó, thì để thấy tinh thần, kinh điển, nam tâm hay là bắc tâm đều nói một hướng giống như nhau, không khác. Rồi, bây giờ chúng tôi dẫn tới những cái kinh khác nữa là như kinh Lăng Nghiêm. Quý vị nào có học chắc sẽ nhớ một đoạn: Ngã An bạch Phật, bạch Thế Tôn, cái gì là căn bản của phiền não, cái gì là cội gốc của niết bàn? Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca ngài ngồi trên tòa, ngài lặng thinh không đáp. Bỗng nghe trên hư không cả trăm ngàn Đức Phật khác miệng đồng đáp chung một câu: nói này A Nan, căn bản phiền não là sáu căn của ông, căn bản cội gốc bồ đề niết bàn cũng là sáu căn của ông. Thì như vậy quý vị thấy cội gốc bồ đề niết bàn cũng là sáu căn. Rồi căn bản sinh tử phiền não cũng là sáu căn. Như vậy thì chúng ta tu ở đâu? Ngay như sáu căn của mình. Nếu sáu căn khéo tu thì chúng ta giải thoát được sinh tử. Nếu sáu căn không khéo tu thì chúng ta bị trầm luân trong sinh tử. Như vậy thì không phải tìm kiếm cái gì xa, mà ngay như sáu căn mình biết ứng dụng tu cho đúng thì đó là chúng ta giải thoát sinh tử. Như vậy mới thấy rằng từ những cái kinh thuộc hệ A Hàm cho tới những cái kinh thuộc về cái hệ phát triển hay là hệ đại thừa thì...
một ý không khác. Còn gần nhất thì quý vị nhớ cái ông tổ của mình thường thờ thường lại là lục tổ Huệ Năng. Ngài ngộ trong kinh Kim Cang cái câu gì? Nói ưng vô sở trụ là nói tắt à, chứ đúng nghĩa thì Ngài tu Bồ Đề hỏi Phật: Vân Hà hàng phục kỳ tâm, Vân Hà an trụ kỳ tâm. Tức là khi mà phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi, làm sao hàng phục cái tâm ấy và làm sao an trụ cái tâm ấy. Ở đây Đức Phật Ngài trả lời: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Rồi mình cứ nói ưng vô sở trụ không mà không nhớ cái câu trước: bất ưng trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh cái tâm trụ trước nơi sắc, rồi không nên sanh tâm trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp. À, rồi mới tới ưng vô sở trụ, tức là nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm vô thượng Bồ Đề. Thì như vậy nó rõ ràng, muốn đạt được cái tâm an trụ vô thượng Bồ Đề thì đừng có trú trước nơi sáu trần, phải không? Không trú trước nơi sáu trần, đó là an trú với tâm vô thượng Bồ Đề. Như vậy cho nên lục tổ nghe tới đó Ngài đừng ngộ, nó là tâm Bồ Đề không phải ở đâu, mà chính khi không dính với sáu trần thì tâm Bồ Đề hiện tiền. Nó rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì như vậy, từ các cái lời dạy trong kinh Phật cho các vị tỳ kheo thờ Đức Phật, cho đến các những cái lời dạy trong kinh lưu truyền đến sau này, chư tổ nghe và ngộ cũng đều là từ sáu căn mà ra. Thì như vậy, quý vị thấy sám hối sáu căn có phải là một cái phương tiện căn trình nhắc nhở quý vị mỗi ngày phải nhớ đừng để sáu căn dính như sáu trần? Thì đó là cái nền tảng Phật pháp, chứ không phải là cái chuyện tự ở đâu rồi các ngài nghĩa ra để bắt theo. Mà chính đó là cái nền tảng Phật pháp từ thời Đức Phật còn tại thế dạy chư tỳ kheo cho tới những kinh còn lưu truyền đến bây giờ đều nhắc nhở cái lối tu như vậy. Cho nên ở đây chúng ta dùng cái phương tiện ứng dụng tu mỗi đêm sám hối sáu căn để cho mình nhớ, không cho sáu căn đuổi theo hay là dính mắt sáu trần. Mà nếu quý vị nhớ mãi như vậy, không dính mắt như vậy, thì đó là cái cơ duyên tốt để quý vị tiến tới giải thoát, tiến đến Niết Bàn không có xa nữa. Đó. Vì vậy mà đêm nào chúng ta cũng tụng sám hối sáu căn, nhắc đi nhắc lại: cấm không cho mắt nhiễm sắc, không cho tai nhiễm thanh, vân vân. Đó là tôi giải thích cái điểm thứ nhất là sám hối sáu căn. Bây giờ đến điểm thứ hai là tu cái phản quan tự tánh. Thì cái điều này tôi nhắc lại cho thật kỹ, bởi vì vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông khi còn làm thái tử, Ngài thường đến học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà chính là vua cha vua Trần Thánh Tông ủy thác Ngài cho Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ dạy. Cho nên một hôm Ngài mới hỏi Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài hỏi rằng cái bổn phận và tông chỉ người tu thiền là thế nào. Thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ liền đáp một câu:
phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghe câu đó rồi thì Ngài lãnh hội và viết cái lối đi, giống cũng như là Ngài thần quan nghe tổ Bồ Đề Đạt Ma nói một câu liền lãnh hội được và viết cái lối vào. Thì như vậy cái con phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc đó là ý nghĩa gì? Thì tôi giải thích cho quý vị nghe từng chữ. Chữ phản là quay lại, chữ quan là xem xét hay là quan sát, tự kỷ là chính mình, tự là mình, kỷ cũng là mình, mà hai chữ đáp lại là chính mình đó. Xem xét hay là quan sát lại chính mình, bộ phận sự, đó là cái phận sự chính. Bởi vì ở đây Ngài Trần Nhân Tông Ngài hỏi về cái bộ phận và nói về tâm chỉ của người tu thiền, thì Ngài nói bộ phận là phải vậy đó. Bộ phận mình là phải luôn luôn xem xét lại chính mình, đó là cái bộ phận mình, cũng đó chính là cái tâm chỉ nhà thiền, không có từ nơi khác mà được, tức là bất tùng tha đắc là không phải từ nơi khác mà được. Thì như vậy nói tới người tu thiền hay là cái tinh thần thiền tâm đại trần là phản quan tự kỷ. Như vậy thì trước đại trần những lối tu có đúng như là cái tinh thần này hay không, thì tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy thêm những cái điều về trước. Nhưng mà với cái tinh thần phản quan tự kỷ này thì Ngài Trần Nhân Tông lãnh hội được, và từ đó Ngài tu, Ngài ngộ được đạo, Ngài sau này đi xuất gia làm sơ tổ hệ phái Túc Lâm Yên Tử. Thì như vậy cái ngộ đạo từ cái câu này thì quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng câu này nó đến bậc nào. Thì tôi dẫn một đoạn: sau khi Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài đi tu, thì Ngài có làm cái bài phú là cư trần lạc đạo bằng văn nôm. Ở đây tôi chỉ trích một đoạn trong cái phần thứ 6. Ngài nói thế này: thực thế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo, dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng mới thông tổ giáo. Đó. Như vậy thực thế tức là thực vậy đó, hãy xá vô tâm tức là mình phải bỏ được vô tâm, tự nhiên hợp đạo thì như vậy đó là hợp đạo, dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, tức là ba nghiệp mình phải dừng được rồi thì thân tâm mình mới yên lặng, đạt một lòng đó, đó là mình mới thông được tổ giáo. Nghĩa khi mình một lòng đây tức là nhất tâm á, để đạt được nhất tâm thì trình đó mới thông suốt được cái giáo lý của tổ. Thì quý vị thấy phải làm sao mình được vô tâm, làm sao mình dứt được, dừng được tam nghiệp, làm sao mình đạt mình được một lòng, thì đó đều là cái lối phải nhìn lại, phải xả bỏ cái gì đương làm rối loạn, đương làm điên đảo ở nơi thân tâm mình. Thì như vậy đó là mình hằng quan sát, mình hằng thấy rõ chính mình mới xả bỏ được, và hằng quan sát, hằng thấy rõ chính mình mới hành được nhất tâm bất loạn. Thì đó là mới đi tới cái tổ giáo. Tổ giáo tức là lời dạy của tiên tổ trong nhà thiền. Đó là tôi dẫn sơ. Còn sau này tức là tới thế kỷ thứ 18 về sau, là đầu thế kỷ thứ 18, có một thiền sư, tức là Ngài Thiền Sư Hương Hải. Khi mà Ngài trở về Bắc
được vua Lê Vũ Tông mời đến triều hỏi đạo lý. Khi hỏi thì nhà vua hỏi rằng nghe hòa thượng là người thông suốt giáo lý của Phật dạy, thì hòa thượng dạy cho chúng tôi phương pháp tu hành, thì ngài liền ứng khẩu đọc bài kệ nguyên văn chữ Hán: phản văn tự kỷ mỗi thường qua, thẩm sát tư duy tử tế khang, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ suy nhan. Thì như vậy ngài Hương Hải cách đời trần tới 4 thế kỷ, thế mà ngài tự nhận mình là cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, tức là con cháu hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Cho nên khi vua hỏi cái phương pháp tu, ngài liền đọc bài kệ này. Thì bài kệ này hoặc là ngài làm, hoặc là ngài lượm lặt của những vị thiền sư khác, nhưng mà cái tinh thần giải sâu chúng ta nhìn lại đúng là tinh thần của ngài Diệu Ngữ Giác Hòa hay là Sơ Tổ Trúc Lâm không khác. Thì phản văn ở trên kia là phản qua, văn tức là nghe, tự kỷ mỗi thường quan, tức là mình nghe lại chính mình mà mình thường quan sát như vậy. Nói nghe đây tức là nghe, là thấy, là biết lại chính mình. Mình thẩm sát tư duy tử tế khang, tức là xét nét thật kỹ càng đó. Luôn luôn mình xét nét, mình suy tư cho kỹ càng, cho chín chắn. Như vậy thì cái tu của mình là gì? Là mỗi ngày mình nghe, mình thấy, những cái gì mình đều quay lại quan sát ở chính mình, chứ đừng chạy theo cái cảnh bên ngoài. Mình hằng quan sát như vậy, hằng xem xét vậy, đó là mình tu. Mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng tổ sư nhan. Thế đừng có bảo, chữ giáo là dạy, là bảo đi tìm thiện tri thức trong một, mà nghĩa là tất cả những người thiện tri thức bên ngoài đó không phải là thật, vì các ngài không phải là cái chỗ cứu kính bất sinh bất diệt của mình. Cho nên dù các ngài có dạy gì thì cũng là dạy ở bên ngoài, mà tướng bên ngoài là tướng sinh diệt, cho nên ngài nói là trong mộng. Bây giờ mình phải làm sao tương lai diện thượng đổ suy nhan, nghĩa là sau này trên mặt mình thì mình liền thấy mặt thầy. Mặt thầy là ông thầy nào? Như vậy thì chúng ta đi cầu Phật hay là cầu thầy ở bên ngoài không bằng chúng ta cầu Phật và cầu thầy chính mình. Nơi mình mới là có ông thầy thật, có ông Phật thật. Tại sao? Bởi vì ngay nơi chúng ta ai ai cũng có cái vô sư trí, đó là cái người thiện tri thức chân chánh nhất, bất sanh bất diệt. Mà cái vô sư trí đó khi mình đạt được thì đó gọi là Phật, chứ không gì lạ. Cho nên ngay nơi mặt mình mà mình thấy mặt của bậc thầy, chứ không phải tìm đâu xa. Thì như vậy nhìn cái bài kệ này thì chúng ta thấy ngài rất là xứng đáng kế thừa cái hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử của Sơ Tổ Trúc Lâm. Thì đó là tôi dẫn cho quý vị thấy rõ cái người trước, người sau mình tu đều là đi theo nhau trên cái tinh thần, chứ không phải đợi tới ông thầy đó ông trao y, trao bát cho mình mới là kế thừa. Mà chính cái tinh thần thâm nhập, hiểu thấu cái đường hướng của người trước, mình ứng dụng đúng, thì đó gọi là kế thừa. Đó là hệ phái Trúc Lâm. Người ta nói hệ phái Trúc Lâm ngắn chỉ có 3 đời, nhưng mà sự thực
cho tới thế kỷ thứ 18 vẫn còn có người kế thừa, rồi cho thế đọc các kinh A Hàm thì quý vị sẽ thấy những phương pháp dạy tu ở trong đó, nào là pháp tứ niệm xứ, ngũ định tam, lục diệu pháp môn, vân vân. Thì những cái pháp đó có phải là phản quan tự kỷ không? Ví dụ như pháp tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là niệm cái gì? Niệm cái gì? Quán thân bất định, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Như vậy thì quán thân bất định là quán an, quán mình tức là xem lại mình, cái thân này mình chia sẻ nó, mình quán bằng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là dạy mình quán 36 vật trong thân, nó là chớp vúa. Trường hợp thứ hai là dạy mình quán sau khi thân chết nó sẽ sừng thúi vân vân, là chớp vúa. Thì như vậy cũng là xem xét lại mình chứ không phải chạy ra ngoài. Cho nên có một lần tôi nhớ không biết cái đoạn kinh nào, có thầy tỳ kheo nghe Phật dạy quán thân bất định để trừ cái bệnh ái dục, vì ấy về ngồi yên chỗ vắng liền quán một người khác bất định, mà càng quán thì cái lòng ái dục lại càng thêm mạnh. Ngài mới quán hốt lại bạch Phật: Ngài Thế Tôn dạy con quán thân bất định để trị bệnh tham ái, tại sao con càng quán nó càng mạnh thêm? Thì Phật hỏi người quán sao? Nói con quán với người nữ tướng vậy vậy đó, từ sao mà cái lòng ái dục con tăng? Phật nói ta bảo ngươi quán là quán thân mình, chứ đừng có quán thân người. Phật nói như vậy đã biết rằng quán là quán lại mình, chứ không phải quán người ta. Quán người ta trở lại thêm bệnh, chứ không phải hết bệnh. Đó, thì như vậy cái phản quan tự kỷ là cái tối quan trọng. Rồi quán thọ thì khổ, thọ là thọ cái gì? Quán thân thì dễ hiểu rồi đó, quán thọ là thọ cái gì? Tức là quán những cái cảm thọ do xúc đó. Con mắt xúc với sắc trần có cảm thọ thích hay là không thích, ưa không ưa, lỗ tai xúc chạm với thinh trần có cảm thọ ưa không ưa vân vân. Thì như vậy tất cả cái cảm thọ đó đều là khổ chứ không có cái vui. Bây giờ tôi nói ví dụ như cái lưỡi nó xúc chạm với cái món ăn là vị, mà nếu món ăn ngon á là khổ hay vui? Vui sao mà cái tất cả họ đều là khổ? Như vậy Phật có nói sai không? Bởi vì chúng ta quen cái gì mà vừa với hợp với sáu căn mình gọi là vui. Cái nào không vừa không hợp thì mình gọi đó là khổ. Nhưng ngược lại Đức Phật nói dù cho thích hợp hay không thích hợp đều khổ hết. Nghe cái đó thì thấy có nhiều người không bằng lòng, nhưng mà sự thật như vậy. Chữ khổ đây đừng có hiểu nghĩa khổ là khó chịu, mà khổ đó là quái chịu. Cho nên nó vô thường khổ không vô ngã, khổ là cái quái chịu. Thì dù cho mình xúc chạm với cái thích hay không thích, thì cái tướng thích không thích đó nó chỉ qua rồi mất, không có còn. Mà qua rồi mất tức là vô thường, mà vô thường là khổ. Thì như vậy thích cũng là vô thường, không thích cũng là vô thường, phải không? Mà vô thường đều là khổ hết. Cho nên tất cả họ đều là khổ. Hiện tại mình cứ tưởng nó thường cho nên mình thấy vui, phải không? Chứ có cái gì thường đó, ví dụ cái lưỡi vừa xúc chạm thức ăn ngon mấy phút gần hết thì ngay triệu trạm chúng nuốt bọt một tiền, phải không? Thì như vậy cái được đó mất được trong một cái thời gian quá ngắn rồi mất, mất tức là vô thường, vô thường là khổ. Thật kết thúc cái gì vô thường đều là khổ hết.
nhưng mà mình lại bám vào cái vô thường, phân biệt khổ, phân biệt vui, rồi đuổi theo cái vô thường vừa ý cho đó là hạnh phúc, vô thường không vừa ý cho đó là đau khổ. Chứ tất cả cái đó đều là vô thường, cho nên Phật nó đều là khổ. Cho nên quán thọ thì khổ là vậy đó. Thì như vậy cái thọ đó cũng là ở nơi mình, ở sáu căn của mình chứ đâu. Rồi quán gì nữa? Quán tâm vô thường. Thì tâm vô thường tức là những cái tâm sở duyên tha pháp đặc đó đều là tướng vô thường. Thì đó là mình quán lại mình. Thì tóm lại trong tứ niệm xứ đều là phản quan tự kỷ hết chân gì, phải không? Chứ không có chạy ra tìm kiếm gì ở ngoài. Đó là tôi nói. Rồi cho tới ngũ đình tâm hay là luận diệu pháp môn đều là xoay trở về mình. Nói như vậy thì quý vị tưởng như là các cái kinh về hệ A Hàm mới phản quan tự kỷ, là những kinh khác thì sao? Thì tôi nói cái kinh mà mình tụng hàng đêm đó là kinh gì? Là kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã có phản quan không? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Ngũ uẩn của ai? À đó, xoay thấy năm uẩn của mình đều là không tự tánh. Thì như vậy là hàng xoay thấy năm uẩn của mình không tự tánh. Không tự tánh là không thiệt, là hư huyễn. Kinh A Hàm thì nói vô thường, cho nên đặt nặng khổ. Còn cái này xoay năm uẩn đều không tự tánh, duyên hợp, không có chủ thể, cho nên nói nó là không. Đó là hư giả. Cái thì vô thường khổ, cái thì duyên hợp giả. Giả thì quan trọng không? Đó. Thì cũng là quán chiếu lợi mình. Thì như vậy cả kinh A Hàm và kinh Bát Nhã đều nói mình soi là mình hết, phải không? Đều là phản quan. Thì như vậy cái tinh thần của chư Phật dạy chúng ta tu đều là phản quan lại mình. Mà tổ chủ trương phản quan tự kỷ thì cái đó là cái chủ trương đúng như tinh ba Phật giáo, không có sai sót được. Vì vậy mà ông Suzuki ông nói rằng thiền là cốt tủy của đạo Phật. Nhưng mà người ta không hiểu, nó tưởng đâu là thiền là cái gì xa lạ, chứ không ngờ thiền là cái gốc, cái cội nguồn của Phật giáo. Đó là tôi dẫn thì kinh. Bây giờ tới dẫn tổ. Thì quý vị nhớ tổ Bồ Đề Đạt Ma và tổ Huệ Khả. Huệ Khả gặp tổ Đạt Ma, tới chừng được tổ thừa nhận cho làm đệ tử. Thì quý vị nhìn cái hình ảnh ở gác chuông mình thì thấy tổ Huệ Khả đầu tiên tới một tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà tổ cứ ngồi nhìn bách hoài, không có thèm hỏi, không thèm móc ngàn. Thì Ngài biết đây là một vị tổ sư đắc đạo, cho nên Ngài quyết tâm Ngài cầu cho được tổ dạy. Và thấy Ngài không móc ngàn nên Ngài khoanh tay đứng ở ngoài trước sân chùa Thiếu Lâm. Giờ mùa đông tuyết nó xuống tới đầu gối, Ngài cứ đứng suốt đêm như vậy. Sáng tổ Đạt Ma nhìn ra thấy, nói ngươi cầu cái gì mà dùng cái khổ hạnh như vậy? Thì Ngài nói rằng con vì cầu cái pháp vô thượng Bồ Đề cho nên con mới khổ hạnh thế này. Thì Ngài quở, nói là pháp vô thượng Bồ Đề đâu phải là một cái điều dễ cầu, dù cho chẻ xương làm huyết, mài xương lấy mực, chứ chỉ làm mực chân chân. Tất cả những cái đó để mà cầu Bồ Đề cũng chưa chắc đã cầu được, muốn nữa dùng chút ít khổ hạnh mà làm sao cầu. Thì Ngài mới đi vào nhà bếp, vừa cái dao đang này chặt cái cánh tay. Rồi Ngài dâng lên cho con xin đem cái này để cầu pháp. Thì tổ nhìn nó là được đó, được đó, rồi mới để cho đồng Huệ Khả. Huệ là trí Huệ Khả là khá khá khá
nghĩa là chặt chúng ta để một cầu pháp, thì như vậy chúng ta mới thấy cái người cầu pháp là liều chết cầu pháp thì mới được pháp, chứ còn cái việc người mà tu lưng trình không được cái gì hết. Mà khi được chấp nhận làm đồ đệ thì một hôm Tổ Huệ Khả mới bạch Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Đó. Thì khi đó Tổ Đạt Ma ngài mới nhìn, ngài bảo đem tâm cho ta an cho. Thì câu hỏi đem tâm cho ta an cho thì thấy như không nói nhớ nhận, tâm có đau đớn. Nhưng mà cái người học trò đã tha thiết chết sống cầu đạo, dù một lời nói rất tầm thường của ông thầy cũng không dám bỏ qua. Cho nên ngài nghe bảo đem tâm cho ta an cho, ngài mới tìm coi cái tâm ở đâu. Mình nói tâm bất an, bây giờ bảo đem cái tâm đó ra thì coi tâm ở đâu. Ngài mới tìm lại cái mất tâm mất dạng. Tìm mất tâm mất dạng thì làm sao đem ra được. Thì ngài liền bạch, bạch và thượng không tìm tâm không được. Thì tìm không thấy tức là không được. Thì Tổ nói thật rất là nhẹ nhàng, ta đã an tâm từ người rồi. Chỉ một câu đó thì ngài biết đường vào, biết lối tu thiện. Như vậy tìm lại tâm, đó phải phản quan thôi. Thì quý vị thấy cái trọng tâm nó nằm ở chỗ đó, tìm lại tâm mình. Mà tâm mình là tâm nào? Ngài cũng như tất cả chúng ta lâu nay quen cái lối cho cái suy nghĩ lăng xăng đó là tâm mình. Cho nên rồi lúc nào cũng thấy nó nhảy nhót lăng xăng, nó không an. Bây giờ đây muốn dạy cách an cái tâm đó là, cho nên cầu ngài giải pháp an tâm. Nhưng mà ngài không dạy gì hết, đem tâm nó ra ta an cho, không có cái pháp nào. Thì khi tìm lại không thấy thì ngài nó đã an rồi, thì cái pháp gì an tâm? Quý vị nhớ pháp gì? Không có một pháp, chỉ là quay cái trí tuệ nhìn lại cái mà lâu nay mình chấp là tâm đó, nó có thiệt hay không, tìm lại thấy nó không thiệt nữa không, thì đó là an tâm. Như vậy an tâm mà không có pháp đó. Thì như vậy từ cái đó thì chúng ta mới nhìn chư tổ trước ứng dụng tu như thế nào, thì các tổ sau cũng đều như thế ấy, cũng đều dùng cái phương tiện để thấy rõ cái mà chúng ta gọi là tâm đó chỉ là cái hư dối, cái vọng tưởng không thiệt. Là lâu nay mình tưởng nó là cái thứ thiệt, cho nên rồi mình bị nó lôi cuốn, mình bị nó dẫn đi. Bây giờ mình biết nó không thiệt, đó là đã an tâm chứ gì hết. Như vậy thì cái trọng tâm là tìm lại, là quay lại xem, xét tâm của mình coi cái điều đó thật hay không. Như vậy thì cái chỗ hay là cái hướng Tổ Huệ Khả nhìn ra đối với chúng ta bây giờ nó cũng không khác, thấy rõ như vậy. Cho nên rồi tâm ngài an, rồi từ đó về sau ngài được thấy rõ cái gì là hư dối mình không làm, để nhận chân được cái thật của chính mình, cho nên gọi là ngộ đạo. Rồi cứ truyền mãi cho tới tổ thứ ba là Tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng ngài chỉ trong một cái bài Tiếp Tâm Minh thì chúng ta thấy cũng là cái lối mà phản quan. Và Tiếp Tâm Minh quý vị có thuộc không? Những câu đầu á, đại đạo vô nan chi hiền giảng trạch, thấy không? Đại đạo không có khó, khó là tại mình hay phân biệt, hay chọn lựa. Nếu mà mình không phân biệt, không chọn lựa thì sao? Thì tự nhiên minh bạch, thấy không? Cho nên khi kết thúc ngài chỉ nói
tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Nghĩa là tin được cái tâm mình á, thì không thấy có hai. Còn nếu thấy có hai thì chưa tin, tin được tâm mình. Hai tức là niệm này, niệm nọ, niệm kia. Còn niệm này, niệm nọ, niệm kia đó là chưa thấy được tâm mình. Còn thấy được tâm mình thì hai niệm không còn. Đó, thì như vậy cũng là sai lại, thấy rõ mình. Còn nếu vị tổ, khi nãy tôi giảng là tổ Huệ Năng, thì tổ Huệ Năng ngày chủ trương có ba cái trọng tâm là vô gì? Vô niệm vi tâm, vô thể tướng vi thể, vô trụ vi bản. Ba cái đó, vô niệm, vô thể, vô trụ. Ba cái. Thì như vậy vô niệm thì làm sao biết mình vô niệm? Tức là cũng phải phản quan thấy được mình có giấy niệm hay không giấy niệm. Cho tới bao giờ nội tâm đối với cảnh, đây là vô niệm, không phải đè tâm đi nó lại. Mà theo luận tổ này giải, vô niệm là khi đối với cảnh, đối với trần mà không có tâm dính mắt, gọi đó là vô niệm. Thì đúng như cái chỗ ngày ngộ, ngày ngộ như thế nào, ngày dạy cũng đúng như vậy. Như vậy thì đối với sáu trần mà mình thấy tâm niệm mình không còn bị kẹt, không còn bị dính, đó là mình được vô niệm. Mà vô niệm đó là chủ, là chủ của người tu thiền. Như vậy thì quý vị thấy từ chư tổ trước cho đến chư tổ sau, cái hướng đi nó không hai. Đó. Rồi bây giờ tôi bước sang lãnh vực khác là cái lãnh vực mà gọi là bối giác hợp trần, hay ngược lại là bối trần hợp giác. Bởi vì chúng ta tu trong nhà Phật thường hay dạy chúng ta làm sao đừng để cho cái tâm mình nó chạy theo dính mắt với trần cảnh, rồi làm quên hay làm mờ tánh giác của mình. Bởi vậy cho nên ở trong nhà Phật cũng như trong nhà thiền thường dạy phải bối giác hợp trần, hay là phải bối trần hợp giác. Nếu bối giác hợp trần đó là chúng sinh, còn bối trần hợp giác đó là ai? Đó là tổ. Như vậy thì hàng ngày chúng ta làm gì gọi là bối giác hợp trần, rồi chúng ta làm gì gọi là bối trần hợp giác? Bối có chỗ cũng đọc là bội, nghĩa là ngược lại, trái lại. Thường thường mình thấy cái ánh đèn ở phía trước, thì nếu ở trước ban đêm đốt đèn thì chúng ta nhìn tới trước thấy sáng. Thì nếu mà chúng ta cứ như vậy mà đi thì càng đi càng gần cái ánh sáng, phải không? Còn nếu chúng ta thấy cái đèn ở trước sáng mà chúng ta xoay lưng lại, chúng ta đi tới, xoay lưng để đi tới, thì chúng ta tới sáng để tới. Như vậy thì nếu hướng mặt về ánh đèn thì càng đi càng gần với cái ánh sáng, xoay lưng với cái ánh đèn thì càng đi càng tối. Thì ánh đèn tôi ví dụ cho giác, tánh giác. Đối với tánh giác mà chúng ta hướng về thì chúng ta gần với tánh giác. Còn nếu đối tánh giác thì chúng ta xoay lưng đi thì chúng ta càng đi càng xa tánh giác. Như vậy thì bốn giác hợp trần
trần là gì? Là sáu trần. Sáu trần nãy giờ nói đó, sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp. Sáu trần đó, nếu hàng ngày tâm mình chạy theo dính mắt với sáu trần thì gọi đó là bối gì hợp gì, gọi là bối giác hợp trần, thì người đó gọi là thánh hay là phật. Bởi vậy cho nên quý vị nhìn coi chúng sinh hàng ngày sáng mở mắt ra đó thì nghĩ kiếm gì ăn lót lòng cho ngon ngon đó, nghĩ ăn lót lòng ngon ngon đó là bối cái gì hợp cái gì. Ngon là ngon cái lưỡi, phải không? Cái lưỡi xúc chạm, xúc chạm cái gì? Cái vị mà mình thích ngon, tức là mình thích cái vị ngon, dính cái vị ngon, đó là hợp với trần, phải không? Rồi lát là kiếm cái gì nghe cho êm tai chút thì đó là bối cái gì hợp cái gì, cũng bối nhát hợp trần. Rồi muốn nhìn cái gì cho đẹp đẹp chút thì như vậy thì sao? Cũng là bối giác hiệu trần. Mà cả thế gian có ai không như vậy đâu. Sáng là tiếng kiếm à, thấy là đẹp nè, nghe cho hay nè, lưỡi nếm cho ngon nè, ngửi cho thơm nè, trên trên. Những cái đó cứ đuổi theo tìm kiếm mãi thì gọi đó là ai? Là chúng sanh. Nghĩa là cứ chạy theo trần, dính cái trần thì có nhớ cánh giác cái đó, phải không? Cho nên chẳng khác nào như người quay lưng với cái ánh sáng mà đi thẳng về phía tối, đó gọi là bối giác hợp trần. Ngược lại thì bối trần hợp giác. Bối trần tức là đừng cho dính với cái gì bên ngoài, mà không dính với sáu trần thì con mắt với cái ánh sáng mà đi thẳng về phía tối, đó gọi là bối giác hợp trần. Ngược lại thì bối trần hợp giác. Bối trần tức là đừng cho dính với cái gì bên ngoài, mà không dính với sáu trần thì con mắt muốn thấy cái đẹp không, lỗ tai muốn nghe cái hay không, lỗ mũi muốn ngửi cái thơm không, cái lưỡi muốn được vị ngon không, muốn không? Ở đây thì có cái nó cũng hay hay, nhưng mà có cái cũng dở dở. Hay á, là sáng quý vị thức dậy thì biết rằng mình chỉ được một bữa cơm với tương thôi, nhiều lắm là hai món, phải không? Món rau luộc, món nước tương, hoặc là món đồ kho với cơm. Thì cái đó, cái trần đó thích không? Chắc không được thích lắm, phải không? Bởi cái trần đó không phải là cái thích lắm mà bắt buộc phải nặng như vậy. Thì đó là mình cũng hơi gỡ một chút rồi. Rồi nhạc không được nghe thì đó gỡ không? Gỡ được chút rồi. Rồi chỉ có con mắt mình thích mấy cái hoa chút. Còn thích mấy cái hoa đẹp, nhưng mà hoa đẹp thì nó ít hại. Còn cái đẹp khác thì nó hại hơn, thấy không? Thì những cái qua thôi, tại vì cái thói quen người ta thích cái gì đẹp thì thôi nhìn cái qua đẹp cũng đỡ, nhìn cái kiến đẹp cũng đỡ hơn là nhìn con người đẹp, thấy không? Thì mình gỡ từ từ, nghĩa lấy cái này để thế cái khác. Như vậy thì gỡ lành làm sao sáu tầng những cái hấp dẫn nhiều đó mình bớt nó, tức là gỡ lần, mà gỡ lần nó tức là bối đó, phải không? Mà nếu bối với trần thì trở về với cái giác. Như vậy cái tu của chúng ta là bối trần để hợp giác, còn người không biết tu là bối giác để hợp trần. Cho nên ở đây tôi dẫn một bài kệ của vua Trần Nhân Tông khi ông còn làm cư sĩ, để bài kể là Xuân Vãn. Ngài viết: niên thiếu hà tặng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diễm, thiền bản bồ đoàn
kháng cự hồng, niềm khiếu hà tằng liễu sắc không. Nếu từ hồi còn trẻ đâu có từng biết rõ cái lý sắc không, bởi không biết rõ cái lý sắc không cho nên nhất xuân tâm sự bách hoa trung, một mùa xuân tới trăm hoa đua nở thì cái lòng mình cũng rộn theo cái hoa đó, cái này đẹp cái kia xấu theo đó mà phân tích, phải không, theo đó mà rộn ràng. Thì đó là lúc mà mình còn mê, chưa có hiểu rõ lý sắc không. Cho nên những cái gì đẹp, cái gì lạ thì tâm mình nó duyên theo, nó rộn rã theo chứ nó không an. Như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Như ngày nay đã khám phá ra cái bộ mặt thật của chú Sương, hay nói cách rõ ràng hơn là cái bộ mặt thật của chính mình, thấy được cái mặt thật đó rồi thì ngồi trên cái giường thiền, thiền bản này chứ bản là tấm ván, thường thường kê tấm ván để ngồi thiền đó là thiền bản, rồi cái bồ đoàn để ở trên, ngồi trên bồ đoàn ở trên cái giường thiền hay tấm ván thiền, nhìn thấy qua tình cảnh nó tả tơi mà tâm nó không còn, nó lạnh, nó không còn rộn rã như xưa nữa. Thì như vậy mới thấy là khi mà còn mê thì mình bối với thánh giác, chạy theo cái trần, cho nên trần cảnh đẹp xấu hay dở vân vân mình đều bị nó chi phối, nên dẫn mình luôn luôn chạy theo nó. Khi mà biết mình có cái chân thật, biết các pháp là hư dối, sắc tức là không, nó không thiệt, thì trình đó mình mới nhìn thấy, ngồi trên cái giường thiền, nhìn thấy trăm hoa nó rơi rụng mà không còn tí nào sao xuyến hết, tức là lòng mình lặng với sáu trần. Như vậy thì mình bối được với sáu trần là họ được cái tánh giác. Còn nếu mình dính với sáu trần là không có cái tánh giác, tánh giác bị ẩn, bị khuất đi. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu của người xưa. Người xưa cũng như mình, có những lúc còn mê thì phải bị sáu trần chi phối, nhưng mà khi mình tỉnh rồi thì mình sẽ lạnh nhạt với sáu trần. Mà khi biết lạnh nhạt sáu trần là lúc đó mình đã trở về tánh giác. Như vậy thì mê với ngộ không phải là tìm kiếm ở đâu xa, phải không? Chỉ đối sáu trần mình say mê với nó, đó là mê. Đối sáu trần lạnh nhạt nó, đó là tỉnh. Dễ quá, như trở bàn tay, phải không? Bên này là sắp, lạnh lại là nữa, chứ không có cái gì xa lạ hết. Nhưng mà chỉ có cái không chịu lật lại, cứ để úp hoài, úp mãi cũng chán. Đó là cái bệnh của chúng sinh. Như vậy thì tôi dẫn ở trên để cho quý vị thấy cái tinh thần của thiền tâm đời trần rất là phù hợp, đúng là tinh thần kinh điển Phật dạy và chư tổ trước kia đã dạy, chứ không phải là cái chuyện tu theo thiền tâm đời trần đó là cái gì riêng tư theo cái cố chấp dân tộc mà mình phải tu theo, mà thấy các ngài nhận ra đạo lý một cách đúng đắn, hợp với lời Phật dạy, đúng với tinh thần tổ dạy, cho nên chúng ta hướng theo để ứng dụng tu. Đó là phần ở trên. Bây giờ tới phần của chúng ta ngày nay ở thiền viện Trúc Lâm, hiện giờ chúng ta phải tu như thế nào, đó là trọng tâm mà quý vị cố gắng nghe được thật rõ. Như ở trên chúng tôi nói, mỗi đêm tăng ni ở đây đều làm lễ sám hối lục căn, đó là để làm gì? Đó là chúng tôi muốn cho tăng ni luôn luôn
gỡ những cái chính mắc đối với sáu trần, những cái gì mà lâu nay chúng ta quen bị nó cột trói, thì bây giờ chúng ta gỡ lần, đừng để cho nó dính mắt nữa. Đó là sám hối sáu căn. Làm sao mà sáu căn chúng ta đối sáu căn chứng dinh không còn bị nó lôi kéo, đó là chúng ta đã thành công. Mà khi chúng ta gỡ sự dính mắt của sáu căn rồi, nói rồi đó là mình chắc là một lối nói sau này, mai kia, chứ ngay bây giờ thì chưa rồi. Có người nào rồi chưa báo tin cho tôi mừng? Có ai rồi chưa? Chắc là mai kia, phải không? Tuy là bây giờ chưa rồi, tôi hy vọng mai kia, mai kia quý vị sẽ rồi. Chứ không lẽ mình gỡ hoài không hết. Vì vậy mà tôi chủ trương là mai kia quý vị sẽ dứt cái dính mắt với sáu trần. Cho nên đêm nào quý vị cũng sợ đau đớn, ráng quỳ sám hối cho tha thiết, đem hết tâm thần của mình để sám hối, tha thiết sám hối, để cho hổ thẹn biết những cái điều đó là cái xấu, cái đó là tội lỗi, mình chừa, mình tránh, đừng cho nó dính mắt, thì đó là lối tu. Nếu sáu trần mình không dính mắt thì tâm mình là dễ an vô cùng, phải không? Còn dính với một trần nào thì cũng đều là bất an hết. Đó là cái gốc của sự tu. Rồi kế đó là phần thứ hai, là phần phản quan tự kỷ. Bằng cách sao? Thì ở đây chúng tôi chia ra hai phần. Một phần với những người sơ cơ, rất là sơ cơ. Nếu mà bước vào đạo, muốn tu thiền mà chưa biết gì hết, thì chúng tôi dạy những người đó sử dụng cái phương pháp gọi là sổ tức quán. Sổ là đếm, tức là hơi thở, tức là phương pháp quán bằng đếm hơi thở. Đếm bằng cách nào? Tức là ngồi yên rồi hít vô cùng, thở ra sạch. Khi hít cùng và biết sạch là cái tâm mình đã dương theo hơi thở tới cùng và ra hết sạch, rồi đếm một. Thì như vậy hít vô cùng, thở là sạch, đếm hai cho tới mười bỏ, đếm lại một hai tới mười bỏ, cứ làm chuyện ra ngoài. Nếu đếm tới sáu quên, bắt đến 11, chứ không cho đứng tới, nghĩa là phạt. Quên là lúc đó tâm mình sao? Tâm mình nhớ chuyện khác cho nên quên. Bởi vì tâm mình không thể một lúc nghĩ hai việc. Nếu mình nhớ hơi thở, nhớ cái số thì không có nhớ chuyện thế gian. Vừa nhớ chuyện thế gian thì quên số, quên hơi thở. Cho nên khi mà lộn là mình đã nhớ chuyện thế gian, đã phóng tâm rồi. Vì vậy mà mình phải phạt nó, kéo lại, bắt nó phải nhớ hơi thở, nhớ cái số. Như vậy thì từ ứng dụng nhớ hơi thở vô cùng ra sạch và đếm số 1 tới 10 là mình làm hai việc một lượt, nhớ hơi thở và nhớ số. Rồi thời gian sau khi mình nhớ thuần thục chỉ hơi thở và số thôi, không có nhớ chuyện thế gian nữa, cho nên nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền không có nhớ chuyện gì. Mà không nhớ chuyện gì cho nên nó không có lộn. Không lộn tức là không có nhớ chuyện gì. Thì ngang đó mình dừng một phần, từ hai phần mình dừng đi một phần, tức là dừng cái phần đếm. Chỉ nhớ hơi thở, hít vô cùng, thở ra sạch, hơi thở tới đâu tâm mình dương lên tới đó. Chuyên nhớ hơi thở, không có nhớ chuyện khác. Nếu nhớ chuyện khác thì quở này đã là nhớ hơi thở. Nhớ như vậy tới bao giờ ngồi nửa tiếng đồng hồ chỉ nhớ hơi thở không bao giờ quên, thì đó là thành công cái trạng thứ hai. Hai trạng đó là hai cái trạng mà dành cho người sơ cơ. Rồi tới cái trạng thứ ba. Trạng thứ ba là không còn nhớ hơi thở mà lại là
khi cô thở ra chỉ đương hơi thở, nhìn thấy tâm mình có điểm khởi thì biết có điểm khởi, không theo, không điểm khởi biết không có điểm khởi, cứ nhìn vậy thôi. Mà không những nhìn trong lúc mình ngồi thiền, lúc mình đi nấu cơm, đi lặt rau, đi vừa củi, đi cuốc đất, cái nào mình cũng làm hết, mà trong khi làm cũng vẫn nhìn, vừa thấy điểm khởi là buồn. Như vậy đó, tức là giai đoạn thứ ba là chuyên tu, không phải chỉ giới hạn giờ ngồi thiền, mà mọi giờ, mọi phút, mọi giây đều tu. Thì như vậy đó, cho nên chư tổ đều nói đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền, hoặc là hái rau, vừa củi đều là thiền, thiền là vậy đó. Nghĩa là bất cứ trường hợp nào vừa thấy điểm khởi là buông, chỉ làm việc đó, chỉ nghe những cái bài kinh đó mà không có một cái niệm nào chạy ra ngoài thì được, có niệm chạy ra ngoài là buông. Thì đó là cái giai đoạn rất là thiết yếu. Mà khi mình không giấy, không chạy theo niệm khởi, mà niệm khởi tức là vọng tưởng nè, tôi thường hay dùng chữ vọng tưởng để phá cái chấp, cái niệm đó là thiệt, cho nên chúng tôi dùng cái chữ vọng tưởng. Mà chính ở trong nhà thiền, đệ tử của Mã Tổ có một vị thiền sư ở là Ngài Vô Nghiệp, tất cả chư tăng tới hỏi đạo Ngài, hỏi đông hỏi tay, hỏi câu gì bất cứ, Ngài đều trả lời một câu là chớ vọng tưởng. Chỉ một câu đó là suốt đời của Ngài. Thì như vậy quý vị thấy niệm khởi biết đó là hư dối, không theo, đó là chớ vọng tưởng. Như vậy thì nếu cả ngày mình không có vọng tưởng thì lúc đó mình thành cái gì? Thành gỗ, thành đất, không? Thì nó vô tri, phải không? Phải vô tri không? Thành nhiều người không biết là suy lý, nói mình có nghĩ, mình có suy tính thì mình có biết, mình không nghĩ, không suy tính đâu có biết cái gì, thì chắc là như gỗ, như mà vô tri. Và sự thật đó là phải học chưa tu. Đến nếu mà tất cả quý vị ngồi nửa tiếng đồng hồ không thở một điểm gì hết, gió thổi qua nghe mát, có ai động trước cho mình nghe tiếng động, có ai đi ngang mình thấy người đi ngang, thấy người ta đi ngang, biết tiếng động, biết xúc chạm, thì cái đó là vô tri hay tri? Tri nhưng mà không động, biết mà không động, không suy nghĩ, thì cái biết đó nó mới không có sanh diệt. Hàng biết mà không động. Còn cái biết do nội tâm suy nghĩ thì biết đó là cái biết giấy động. Giấy động cho nên là cái sanh diệt vô thường. Mà mình bấm vào cái giấy động vô thường làm tâm mình, cho nên mình cứ chạy theo trong vòng luân hồi sinh tử. Nếu mình biết rõ khi những cái niệm giới đạo yên rồi, chỉ còn cái hằng tri hằng giác, cái đó không động mà giác, không động mà tri, thì cái tri giác đó mới thực là tâm mình. Mình nhận cái không sanh không diệt, hằng tri hằng giác là mình, thì mình có bị luân hồi sinh tử không? Bởi vì cái gì động là vô thường, là sanh diệt, còn không động thì vô thường, sinh diệt được không? Là không vô thường, không sanh diệt. Mà không vô thường, không sanh diệt là cái gì? Là niết bàn. Cho nên niết bàn thì nghĩa là vô sanh. Như vậy thì chúng ta tìm niết bàn ở đâu? Nghĩa là chỉ buông xả cái niệm vô thường sinh diệt, sống bằng cái hàng giác hàng tri mà bất sanh bất diệt, thì đó là chúng ta sống niết bàn. Tìm đâu cái xác, cho nên nói là ngay lên mặt mình có mặt thầy ở đó, đừng kiếm đâu xa hết, phải không? Đó là cái chủ trương mà chúng tôi hướng dẫn tăng ni phật tử đi theo cái hướng tu để cầu giải thoát là như vậy, chứ không phải mình đi kiếm, đi cầu ở nơi nào quyền bí xa xôi.
Như vậy thì ở đây chúng ta không cần cầu được lục thông, chúng ta không cần cầu được có những cái gì quyền bí, mà chúng ta chỉ cần đừng chính vì sao cần, chúng ta chỉ cần tâm niệm vọng tưởng lặng yên, phải không? Hai cái đó, đừng dính đến sáu trần, tâm lặng yên thanh tịnh mà biết cái chân thật hiện tiền, thì đó là cái gốc của sự tu. Như vậy, để thêm một phần nữa là vừa rồi tôi có giải thích cho một số tăng ni nghe về lý do tại sao tôi bắt ngồi thiền nhiều, thì bữa nay tôi sẽ giải lại cho quý vị nghe cho thật kỹ để thấm hiểu được cái ý nghĩa mà chúng tôi bắt quý vị phải thực hành. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi tại sao mà các nơi giải tu thì nói là đi đứng đằng ngồi cũng thiền, thì cần gì mà một ngày một đêm thầy bắt ngồi tới 6 tiếng đồng hồ đau chân ngực chết, thì quý vị thử ngồi 2 tiếng nó có đê lắm không? Mà rồi cứ cách khoảng vài tiếng ngồi 2 tiếng, rồi vài ba tiếng ngồi 2 tiếng, thì ngồi qua ngày 3 lần như vậy thì có nhiều người đang trình như tôi là cái sưng, cái chân mình sưng. Thì như vậy có phải chăng là tôi dùng phương tiện hành phạt để quý vị khổ sở uống hay không? Đó. Chính cái lẽ đó mà chúng tôi phải giải thích cho tăng ni và quý Phật tử hiểu cái chủ trương của tôi. Sở dĩ chúng tôi bắt quý vị ngồi nhiều vì trong nhà thiền chư tổ cũng dạy nói rằng trong bốn quan nghi đều là thiền, nhưng mà ngồi là thù thắng hơn hết, phải không? Ngồi là thù thắng hơn hết, vì ngồi nó đủ sức mạnh để mà đàn áp những cái vọng tưởng. Còn đi đứng nó ngoài yếu lắm, nhiều khi nó nhảy lên nhẹ nhẹ mình cũng bỏ qua, không có để ý. Còn khi ngồi thì mọi cái đều lặng, mọi cái đều tắt, chỉ có một việc đó cho nên mới nhìn ngát lên là thấy liền, thấy liền, cho nên mình đàn áp nó dễ hơn. Cho nên nói là trong bốn quan nghi đều là thiền, xong ngồi là cái thế thù thắng nhất. Mà cái thù thắng nhất thì phải làm nhiều chứ, phải không? Cho nên 24 tiếng tôi bắt quý vị hết 6 tiếng, tức hết bao nhiêu phần 3, một phần 3 của ngày, phải không? Đó, chưa phần tư, phần tư của ngày. Một ngày đêm 24 tiếng thì tôi bắt quý vị 6 tiếng là một phần tư của ngày đêm để ngồi thiền. Như vậy thì ngồi thiền đó là một cái phương tiện, bởi vì 6 căn tiếp xúc với 6 trần là cái gì, là cái mà nó mạnh nhất. Con mắt thấy sắc, lỗ tai nghe tiếng, thì mấy cái đó nếu con mắt thấy sắc không chưa phải, chưa có nên tội, phải không? Lỗ tai nghe tiếng mà chỉ nghe không cũng chưa nên tội, mà có cái gì nữa mới thành tội? À, có cái chú ý phụ quả, phải không? Thấy sắc rồi cái liền giấy niệm phân biệt đẹp xấu, đó thì đó thành tội. Nghe tiếng rồi cái ý phụ quả theo để nói cái đó hay dở, cho nên nó thành tội. Như vậy thì tuy nói sáu căn nó theo hay là dính với sáu căn, nhưng mà thực ra cái dính cái theo là chú ý, phải không? Chú ý là chủ động để mà dính đó. Nếu không có chú ý thì không có gì dính hết. Như vậy thì cái chú ý là cái chất keo, nếu nó hướng là cái gì cái nó trong mắt cái đó. Bởi vậy nên cái chú ý là cái chú mà mình phải thấy nó rất là quan trọng. Mà thấy quan trọng cho nên phải dùng cái phương tiện nào mà hành hạ, mà đánh đập cho chú
khờ đi mới được. Người ta gọi là chăn trâu đó, phải có roi, phải có dây được, tức là hành trước. À, mà hành nó chỉ có cái giờ ngồi thiền hành với mạnh, thấy không? Còn đi ngoài hành không có mạnh. À, vì vậy mà khi ngồi thiền, con mắt không thấy gì, lỗ tai không nghe gì, rồi cảm xúc thì chỉ có mấy chú rùi rồi vậy thôi. À, thì lúc đó vô hết tâm lực mà đánh chú ý là đánh chú ý cho chú phải khờ, phải yếu đi. Thì bằng cách là trong cái giờ ngồi thiền. Vì vậy mà chúng tôi mới nói bây giờ ngồi thiền là cái giờ rất vậy. Mà nghiệp chẳng lôi á, thì chúng ta phải muốn hết thành tựu thì chúng ta phải hết nghiệp. Nhưng bây giờ muốn hết nghiệp thì nghiệp từ đâu nó ra để tiêu diệt cho nó hết? Thì ai cũng biết nghiệp là từ thân, khẩu, ý. À, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ba cái đó là cái vỏ để tạo thành nghiệp. Mà từ tạo nghiệp rồi thì dành đi trong sinh tử. Thì giờ muốn hết sinh tử thì cắt đứt nghiệp. Nhưng mà biết ba chỗ thân khẩu ý là ba chỗ tạo nghiệp. Nhưng như nãy tôi nói, tuy thân khẩu, nhưng mà hai cái đó chưa đến nỗi nào tạo thành nghiệp mạnh, mà chỉ có chú ý nghĩ làm thì thân khẩu làm, ý nghĩ giữ thì thân khẩu làm giữ. Thì như vậy ý nghĩ làm, thân khẩu tạo nghiệp làm, đó là thiện nghiệp. Ý nghĩ giữ, thân khẩu tạo nghiệp giữ, đó là ác nghiệp. Thiện nghiệp thì đi đâu? Ác nghiệp thì đi đâu? Thiện nghiệp thì đi ba đường lành, cõi trời, Atula, cõi người, thấy không? Ác nghiệp thì đi đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì thiện nghiệp đi con đường lành, ác nghiệp thì đi con đường dữ. Vậy thì nghiệp là ý lập chủ. Như vậy thì cái chú này, chú giấy cái nước lạnh thì khiến cho mình tạo nghiệp lạnh, đi đường lạnh. Chú này giấy cái nghiệp dữ thì khiến mình tạo nghiệp dữ, đi đường dữ. Thì ai là cái người xúi dục mình đi đường lạnh, đi đường dữ? Là ý, rõ ràng là ý. Cho nên tôi là phải chuyển cái ý nghiệp xấu thành tốt để tiến, để được đi được lành. Như vậy thì được đi được lành đó là hết sinh tử hay còn sinh tử? À, được đi được lành nhưng vẫn còn sinh tử, chứ chưa phải là hết sinh tử. À, bởi vậy cho nên thường nói nghiệp thiện thì thân đường lành, nghiệp ác thân đường dữ, còn nghiệp thanh tịnh thì thân đường nào? Nghiệp thanh tịnh thì thân đường tịnh. Còn nghiệp, tôi nói nghiệp, đấy không nghiệp. Nghiệp tịnh thì thân đường tịnh. Cho nên ngồi niệm Phật, thân ngay thẳng, miệng niệm Phật, tâm chuyên cho câu niệm Phật, đó là tịnh nghiệp. Đó tịnh bát nghiệp đó. Cho nên rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn rồi đó, đó là tịnh. Mà nghiệp tịnh cho nên nhắm mắt là thân đường tịnh, đường tịnh là đường lạc và vân vân, đó là sanh. Đó là được sanh chứ phải là vô sanh, nhớ như vậy. Như vậy thì tất cả cái gì của ý nó tạo ra là giúp người cứu vật, giữ là hại người, là khổ vật hay khổ người hại vật, thì đó là tạo nên lành nghiệp dữ. Bây giờ không giúp người cũng như không hại người mà chỉ nhớ Phật thôi, niệm Phật thì nhớ Phật. Nhớ Phật có khởi niệm không? À, khởi niệm với Nam Mô A Di Đà Phật được, không khởi là không niệm. Thì khởi niệm thì đó là tịnh niệm. Tịnh niệm thì sanh cõi tịnh, là cõi Phật Di Đà. Thì tất cả cái đó là ba cái hướng sanh: sanh đường dữ, sanh đường lành, sanh cõi tịnh, đều là sanh. Mà đều là sanh thì niết bàn chắc. Còn sanh thì chưa phải niết bàn. Niết bàn có nghĩa là vô sanh. Đó, vô sanh mới gọi là niết bàn. Như vậy thì rõ ràng cái ý niệm
nó tạo thành ba bước đi: đường ác, đường lành và khỏi tỉnh, phải không? Bây giờ muốn cho không còn đi đâu hết đường vô sanh thì phải sao? À, thì cái ý này nó phải lặng, cho nên phải đi tới vô niệm. À, như vậy thì vô niệm thì sao? Nếu vô niệm tức là niết bàn. Niết bàn, bây giờ muốn vô niệm thì phải làm sao mới thành vô niệm? À, muốn vô niệm thì cái gì do ý nó dấy động mình đều đừng theo, để cho nó cùng mặt đi, phải không? Nó trụi hết đi, nó đừng cho nó còn cái tay nào để nó bám bám vào sáu trận, thì cái ý nó lần lần nó phải lặng. Nên hồi xưa các vị tôn giả thời Đức Phật đại thế như ngài Xá Lợi Phất, ngài thường ví dụ cho chư tăng nghe, ngài nói cái tâm ngài bây giờ giống như là con trâu có sừng vậy đó. Con trâu không sừng thì nó phải có bác ai hết, phải không? Còn cái con sừng thì nó hay bác người ta, thì cũng vậy. Mình tôn chừng nào cái ý mình nó không còn dễ nào không chạy đâu nữa thì chừng đó mới là thành thanh tịnh. Bởi vậy nên cái bài kinh mà chắc ai cũng có học qua cũng nhớ, trong tứ thập nhị chương á, Phật bảo tỳ kheo các ông không nên tin ý mình, phải không? Mà chừng nào mới tin? Chừng nào các ông chứng A La Hán mới là tin được cái tâm này. Như vậy thì còn ở trong cái niệm khởi thì nó chuyển biến, nó không có dịch. Giờ này nó rất tốt, giờ thứ hai thì chắc nó tốt, phải không? Bởi vì nó đủ thứ lắm á, cho nên nó còn sinh còn khởi thì không có bảo đảm trước sau như một. Chỉ bao giờ ý niệm lặng, chứng A La Hán là đã lặng rồi, mà lặng rồi cho nên mới gọi là bốn sanh, là niết bàn, thì chính lúc đó mới là tinh. Còn nó còn chỉ đạo là chưa tinh, bởi vì nó có thể tạo nghiệp lành, có thể tạo nghiệp dữ, có thể tạo nghiệp tịnh, tùy theo cái duyên của nó. Cho nên chúng ta tu, nhất là tu thiền, thì phải biết rõ cái ý niệm nó là không thật. Ý niệm là cái gốc để sanh trong các cõi. Cho nên chúng ta muốn giải thoát sanh tử thì phải đừng theo ý niệm, phải không? Ý niệm chúng ta buông, chúng ta xả, chừng nào hoàn toàn lặng lẽ, hằng giác, hằng tri mà không có giới niệm thì chừng đó chúng ta mới thấy niết bàn hiện tại, không còn đâu xa nữa. Thì như vậy đến cái chỗ cuối cùng đó là cái chỗ mà chư Phật, chư tổ hằng dạy chúng ta phải đến. Như vậy thì muốn giải thoát sanh tử không phải cầu đời này đời kia, mà ngay trong đời này cũng được, nếu chúng ta sạch hết những cái niệm khởi chạy theo các hướng như nãy được tôi kể. Nếu niệm không còn chạy theo các hướng thì tâm mình hằng thanh tịnh, mà hằng thanh tịnh thì còn cái gì tạo nghiệp mà phải lôi kéo đi nơi này nơi nọ. Cho nên tất cả chúng ta tu hiện giờ là tốt đi tới cái chỗ cuối cùng, là làm sao cả ngày cũng ăn, cũng nói, cũng đi, cũng làm mà vẫn an nhiên tự tại, không có niệm nào làm quấy cày hết, thì người đó sống ở trong quả này là sống ở niết bàn hay là sống ở trần gian? Tuy hình thức ở trần gian mà cái tâm mình đang ở niết bàn, không có phải ở đâu kiếm ở đâu, mà chính hiện tại niết bàn. Vì vậy mà khi vị A La Hán thời Phật tại thế thì các ngài niết bàn đợi sau khi chết hay là lúc còn sống, thì tiếng A La Hán là niết bàn mà các ngài vẫn đi giảng, các ngài vẫn làm thực sự, phải không? Thì như vậy mới thấy niết bàn không phải đợi chết mới có,
mà ngay trong cuộc sống này, nếu tâm thức làm được đúng như lời Phật dạy thì chúng ta cũng sống niết bàn. Bởi vì khi không khởi niệm thì quý vị thử lúc đó buồn hay vui? Buồn hay vui? Trả lời tôi đây, khi không khởi niệm lúc đó buồn hay vui? Có niệm mới có vui có buồn, không niệm còn gì buồn còn gì vui. Cho nên buồn vui trong nhà Phật nó đều là khổ, chỉ nó vô thường. Còn không khởi niệm, không buồn không vui là khổ hay không khổ? Mình vô thường là khổ, và bây giờ mình không vô thường là khổ hay không khổ? Khổ hay không? Tức là định nghĩa niết bàn là tịnh lạc. Nó an tịnh mà cái lăng nhẹ nhẹ nhẹ. Nói là vui đó là gượng nói, chứ có vui là có khổ đối đãi. Vì vậy mà tới chỗ đó thì rõ ràng là cái tịnh lạc. Mà ai ngồi tu hoặc là hàng giờ lúc nào mình hoạt động mà tâm hằng lặng lẽ an tịnh như vậy thì quý vị thấy mình không có những cái gì gọi là buồn vui hết, mà tâm an nhiên tự tại. Đó là cái giải pháp hiện tiền. Bởi vì cái buồn vui là cái cột trói, cái lôi kéo. Bây giờ mình không có buồn vui, không buồn vui cái gì cột trói, cái gì có kéo, phải không? Thì ngay cuộc đời nó là tự tại, nó là giải thoát cho gì hết. Cho nên đi sâu trong đạo rồi mới thấy cái nghĩa giải thoát của Phật nói nó cụ thể, nó thực tế, chứ không phải cái chuyện tưởng tượng, không phải chuyện mình mơ ước, mà nó là cụ thể. Vì vậy cho nên ở đây chủ trương khi nào tâm mình hay là những cái niệm ở tâm nó không còn dễ động, không còn có cái sinh diệt để dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử, thì lúc đó ngay nơi đây là hết sinh tử. Vì vậy mà tôi nghĩ tất cả tăng ni và Phật tử nếu chịu khó ứng dụng tu, nghĩa là quyết tử mà tu. Đây chúng tôi là dùng cái từ quyết tử. Quyết tử với ai? Phải quyết tụ tử là tranh đấu với người khác, mà quyết tử tức là mình liều chết để tu. Tại sao mình tu khỏe được chết nó liều chết, mình khỏe mà khỏe được chết? Mình chỉ hiểu cái nghĩa khỏe được chết thôi. Bởi vì chết hết những cái tâm niệm thì lúc nó khỏe, mà khỏe thì cái tâm niệm nó lại chết rồi. Thế còn tâm niệm lăng xăng thì ngồi nhập thiền không? Phải không? Khi nào quý Phật chỉ ngồi thiền mà tâm niệm cứ chạy được để xuôi hoài thì bữa đó ngồi ra hút sức mồ hôi. Còn ngồi thiền mà tâm mình nó nhẹ nè, lâu lâu có một hai cái mấy động thôi, nó nhỏ nhỏ thì gần như nó chết rồi, gần chết thì chưa chết thiền. Chứ lúc đó là lúc mình an lạc nhất, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Cho nên tu như vậy đó, mình mới thấy cái nguồn an lạc của sự tu. Nhưng mà mình phải can đảm, quyết tâm thì mới đi tới khi đó được. Chứ còn không có thể chần chờ lâu thôi. Bởi vì chúng ta có hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất ấy, là cái bệnh chấp thân, quý thân mình lắm. Ai mà ngoài móc để mà chê trách cái thân mình á, ví dụ mình xấu, mình đen, mình đủ thứ, mà nó xấu, nó mình đen á, thì cái ngã trong nó nổi dậy liền, phải không? Không chịu, nó phải bảo vệ cái đó, mình cái gì cũng hơn hết rồi. Dù mình xấu, mình đen gì mà nói mình đẹp hết, mình thì chịu lắm. Nên là người ta bảo vệ cái ngã tối đa, đó là cái ngã của thân. Bởi vậy cho nên khi tu, phải xả cái ngã đó. Cho nên gọi là phải liều chết. Liều chết là xả cái ngã mà lâu nay chúng ta quá bảo vệ, xả cho nó, đừng coi nó là gì hết, thì cái tu nó mới tiến được. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là cái tâm. Tâm tức là cái suy nghĩ, cái kiến chấp của mình đó. Khi nào mình suy nghĩ cái gì thì cũng cho nó là chân lý.
mình nghĩ là tình yêu, nên ai mà nói trái cái mình nghĩ đó, mình nói tôi nghĩ cái này vậy đó đúng, ai nói ngược lại thì mình giận liền, có giận không? Như vậy thì cái gì mình nghĩ mình cũng bảo vệ cái nghĩ của mình là bảo vệ tâm. Thì như vậy bảo vệ thân đã tạo bao nhiêu cái nghiệp, bây giờ bảo vệ tâm nữa, cái gì mình nghĩ, cái gì mình suy tính đều cũng chân lý hết. Ở nhà hay là trong chùa, quý vị mà cãi lại cái ý của mình đó thì nó sanh từ nghiệp. Thì như vậy đó là cái bảo vệ tối đa cái bản ngã của nội tâm. Cái kia là bản ngã của thân, cái kia là bản ngã của tâm. Cho nên mình tu phải xả cái bản ngã của tâm nữa, thì hai cái đó mình buông đi, không còn quan trọng nó. Chen được, khen được, chửi được, không có gì quan trọng hết. Cái thứ tứ đại này mai mốt thì nó đã ra còn thua cái đất bên ngoài nữa. Thua không? Đất nước ngoài thì dám hốt cho tôi đổ nền nhà, chứ còn tứ đại này trả ra ai dám hốt cho đổ nền nhà đâu. Thì như vậy nó còn thua nữa mà phải thân chấp. Khi nó tạm kết hợp lại thì tạm đi đứng tạm ngồi nói năng, chứ còn thiệt ra khi nó đã ra không có giá trị gì hết. Thì một cái không ra gì chấp là suy mê. Rồi cái nghĩ của mình, cái nghĩ của mình chắc gì đúng, nó cởi nghĩ lăng xăng, có khi bữa nay nghĩ vậy mai mình đổi nghĩ khác, rồi cái nghĩ khác nó lại chê cái nghĩ trước, có khi mình nghĩ mới nghĩ nói hai câu đó rồi lát thì mình lại không bằng lòng muốn rút lại nói thì nãy lại. Thì như vậy chính cái nghĩ nó không có thật, nó đổi giờ, nó không tư dấu mà chấp chấp cái gì. Vậy mà chúng ta vì si mê quá trầm trọng, cho nên bám vào cái bản ngã tư dấu, bám vào cái tâm tưởng hoặc hư vọng cho là mình, cho là ta, rồi cứ như vậy mà đau khổ tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ mình quyết tu, quyết giải thoát thì hai cái đó, ngã của thân, ngã của tâm phải xả, phải điều chết, hai cái đừng quan trọng, đừng thèm cố chấp, buông hết, xả hết thì nhất định người đó tới chỉ đạo. Còn ai bám đặt hai đó thì đừng có hầu mong đạt được cái gì. Đó là lẽ thật. Vì vậy cho nên hôm nay buổi nói chuyện đầu tiên ở tại Tham Vấn Đường thì Nguyễn Trúc Lâm, tôi mong tất cả quý vị ráng đem hết tâm thành suy gẫm những cái lời nói đó để ứng dụng tu cho được kết quả tốt. Mà tôi đặt cái sở nguyện là ngày mai kia sẽ có những người sáng được đạo để mà thay thế cho tôi gánh vác thực sự sau này. Đó là sự chỗ mong ước, mong tất cả quý vị cố gắng. Nam mô Phật Tổ Sư Phật Tâm. Để tất cả các ta ngồi xuống thôi. Người